Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái thí nghiệm, đó là cộng hưởng sóng âm. Dụng cụ thí nghiệm của chúng ta là gồm có một cái âm thoa đặt trên một cái giá. Trên đó chúng ta treo hai quả bóng bàn nhẹ bằng hai sợi dây cho nó chạm vào âm thoa. Và âm thoa này hiện giờ đang có giá trị tần số của âm thoa là 440 Hz. Hãy các em nhìn cho kỹ nha. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái âm thoa thứ hai là cái âm thoa với tần số 512 Hz. Giờ chúng ta sẽ gõ âm thoa này để tạo ra được một cái sóng âm với tần số 512 Hz. Chúng ta sẽ cho nó chạm vào âm thoa này. Chúng ta xem hiện tượng gì sẽ xảy ra nha các em. Các bạn thấy quả bóng hầu như là không có dao động. Thế bây giờ chúng ta sẽ thay bằng một cái tâm âm thoa mới và có tần số đúng bằng 440 Hz, đúng bằng với tần số của cái âm thoa gắn trên giá, thì điều gì sẽ xảy ra? Các em thấy quả bóng của chúng ta lúc này dao động mạnh hơn. Lý do vì sao quả bóng lúc này dao động mạnh hơn? Vì âm thoa này là 440 Hz, nó sẽ cộng hưởng với âm thoa này là cũng 440 Hz, vì hai âm thoa này có tần số bằng nhau. Và chính điều đó thì làm cho biên độ dao động của âm thoa này sẽ lớn, và biên độ dao động lớn nó sẽ truyền tới quả bóng và làm cho quả bóng của chúng ta dao động với biên độ lớn hơn lúc nãy. Thì hiện tượng này người ta gọi là cộng hưởng của sóng âm.